2.3. Tổng số lượng sản phẩm trong bảng sản phẩm. Thì chỗ này mình sẽ select count. Count không có count cái gì hết thì count sao cho nó dễ. From sản phẩm. Còn gì nữa không? Hết. Và chỗ này nếu như mình để như vậy đó thì nó hơi khó nhìn. Mình sẽ add gì? Tổng số sản phẩm. Hay nếu như mà bạn nào muốn cho nó dễ thì số phẩm có trong bảng sản phẩm. Tổng số sản phẩm hoặc là số lượng thì nó cũng không đúng lắm. Rồi đây là một cách ha. Rồi nếu như mình nhìn qua cái cột số lượng thì ở đây mình có thể viết thêm một cách khác. Mình có thể viết thêm một cách khác. Select sum của gì? Của số lượng from sản phẩm. Đây là một cách viết khác. Nếu như có số lượng thì mình sẽ hiểu rằng là tổng số lượng trong cái bảng này là cái chẳng hạn. Thì có tổng số lượng là 465. Hoặc là nếu như mình theo hiểu là tổng số người thì mình dùng ở trên là có tổng cộng là số sản 6 sản phẩm. Tổng cộng 6 sản phẩm. Và với tổng số lượng là bao nhiêu? Bây giờ mình ghép hai cái này vô được không? Ghép hai cái vô. Phải. Chỗ này add tổng số lượng. Chạy thử coi. Tổng số sản phẩm là 6. Tổng số 465 cái. Được không? Như vậy thì mình có count và mình có sum. Tùy theo cái mục đích của mình muốn làm gì. Được không ta? Có ai không hiểu chỗ này không nè? Trong cái bảng sản phẩm thì có 6 loại sản phẩm và có số lượng là 465. Số lượng 465. Kịp không nào? Dùng count. Phía sau thì mình dùng sum. Kịp không ta? Này thiên phải không?